bối cảnh giả tưởng rất là hoành tráng, được rất nhiều cái trang báo về game nó đánh giá cao về cái lối chơi cũng như là cốt truyện. Ôi đấy, ui lau hết cơ, căng vậy. Có vẻ game này khá là nặng các bạn ạ. Rồi mình sẽ lên Medium nhé. Tất cả lên một bậc. Hi hi, online. Cái này thì phần resolution nó đã tự chỉnh chúng ta rồi, ta không cần quan tâm lắm. Còn cái phần version này mình luôn tắt trong mọi tình huống nhá. Các bạn thích thì có thể bật cũng được. Nó lấp cái FPS của các bạn thành 60 ấy mà. Những bạn nào máy yếu thì nên bật. Mouse TV, cái này đã chỉnh sau rồi. Được rồi, thế thôi, chỉ cần chúng ta chỉ cần chỉnh đại khái vài cái như vậy thôi. Chúng ta sẽ vào new game. Có 3 cái chúng ta chọn cái nào cũng được nhá. Mình chọn cái số 1. Sau đó thì đương nhiên rồi, chế độ sẽ là very hard. Bây giờ chúng ta sẽ tới cái nhân vật này, cái phần thiết kế nhân vật của cái hãng Bethesda luôn luôn là rất kinh nhá. Còn nếu các bạn chơi cái phần Fallout 4 thì các bạn sẽ thấy luôn luôn là thiết kế cái phần thiết kế nhân vật là kiểu như thế này. Nó xuất hiện cùng hai nhân vật một lúc, chúng ta lựa chọn. Chúng ta sẽ chọn nhân vật đó là nữ nhá. Nhân vật chính trong game này có tên là cái gì Matiyu ấy, nó vừa hiện tên xong đấy các bạn. Và cái game này thì nó lấy bối cảnh đó là ngoài không gian vũ trụ, trên một cái con tàu du hành vũ trụ đúng không nhỉ? Hay con tàu, nói chung là con tàu không gian đi. Ở đó thì con người thực hiện những cái thí nghiệm rất là kinh khủng và tiến sĩ Yu của chúng ta chính là một trong những nạn nhân ở đây. Khi mà anh ta đã bị kẹt lại trên con tàu này với cả những cái thực thể màu đen do chính con người tạo ra. Nó hình thành từ những cái thí nghiệm vô nhân đạo nào đó mình cũng chả biết được nữa. Nhiệm vụ chúng ta đó là sẽ chiến đấu với cả những thực thể đen này. Nhưng mà các bạn yên tâm, thực thể đen mặc dù nó là một thứ gì đó rất là ghê gớm, nhưng mà chúng ta cũng đã bị cái thực thể đen này làm cho biến đổi và có sức mạnh siêu nhiên rất là ấn tượng. Trong game này mình nghe nói là chúng ta còn có thể đó là nhập hồn vào các đồ vật nữa. Nghe điêu không? Nhập hồn vào cái cốc, cuộn giấy vệ sinh hay bất cứ cái gì đó và di chuyển trông rất là buồn cười. Nãy khi chạy kiểm thử ấy thì mình có gặp một chút vấn đề nhỏ nhỏ, đó là cái màn hình nó sẽ bị trắng trắng kiểu như thế này, các bạn nhìn nhá, trắng kiểu như thế này. Thì để khắc phục cái vấn đề này các bạn chỉ cần thoát ra vào lại là được nhá. Mình nhắc lại một lần nữa, đó là các bạn chỉ cần thoát ra vào lại là game nó sẽ bình thường. Đây, mình vào lại cho các bạn coi. Press any game button. Này các bạn thấy không? Nó không còn bị cái trắng trắng nữa đúng không nào? Đó là cái vấn đề nhỏ nhỏ của bản game này. Ui trời, đẹp đúng không? Trong game này chúng ta có thể nhặt bất kỳ thứ gì và đáp được các bạn ạ. Từ game này có vẻ được đầu tư về cái phần phần vật lý rất là tốt. Shake cái gì? Chúng ta có thể động bất cứ thứ gì các bạn ạ. Hay đúng không nào? Một tựa game hiếm hoi có thể nói là đầu tư về cái cơ chế vật lý khá là tốt. Thường những game khác chúng ta chỉ có thể chạy liên quanh thôi chứ không được động chạm vào bất cứ cái gì hết cả. Game này chúng ta có thể nhặt bất cứ cái gì và đáp cái đó. Cái này là cái gì vậy? Không có gì cả. Bên này à? Morning, miss you. À, các bạn đợi tí nhá, mình sẽ giảm tốc độ chuột một chút cho nó quen tay. Ở phần đó là mouse setting. Nữa đây. Rồi, tạm rồi. Ai đây? Heard there's a chopper on the roof. Must be for you. What the fuck? Đây là thang máy à? My floor. Roof. Lên bên trên á. Ruby. Thang máy nhìn có vẻ khá là hiện đại các bạn. Đây là sân thượng. À, chúng ta lên máy bay các bạn ơi. Đây là cái phần đồ họa setting của mình, nó chỉ ở cái mức đó là lâu thì phải đúng không nhỉ? À, medium ấy nhá. Các bạn nào có thể thử vậy. Ui, có very high nữa rồi. Mình sẽ lên thử 2 nhá.
resolution. Full resolution. Apply. Không biết được không? Nếu mà tình trạng nó tụt FPS thì mình sẽ reset lại nó về Medium thôi. Quá trình apply nó hơi hơi tốn thời gian đấy các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau đợi một lúc. Rồi. Waiting loading. Có vẻ nó vượt quá, nó có vượt quá cái máy tính của mình không nhỉ? Thử xem vào. Chủ yếu là cái này này, 30% thôi mà. Nhìn căng vậy. Test to rest loading. Mình không nhớ là cái phần cấu hình yêu cầu của tựa game này nó ra sao cả. À đúng rồi, chúng ta có thể ra vào vào xem thử mà. Cấu hình yêu cầu của nó xem nào. i5 24 8 GB RAM. Thế này thì nó cũng chả là gì với cái máy của mình rồi. i7 2367K. Benchmark. Ủa, khiếp. Gớm vậy. Vãi lúa. Thế thì lâu đúng rồi các bạn ạ. Có lẽ phải ra quay lại vào setting thành Medium rồi. Hơi nặng quá rồi. Khẳng định là như vậy luôn. Nếu mà cái cấu hình yêu cầu của này là chính xác, mình sẽ thoát game nhá. Sau đó thì mình sẽ vô lại lần nữa. Hơi phiền phức đúng không nào? Mà cái mình muốn cũng là cái đồ họa hình ảnh nó đẹp nhất có thể. Nhưng mà cái ngoài cái máy tính của mình sẽ không chịu nổi. Anh chị ơi, biết làm sao rồi. Mình nâng lên một con máy như vậy chẳng phải mất vài chục triệu. Rồi, chúng ta vào lại nào. Option. Continue, tiếp tục đoạn lúc nãy. Chúng ta vẫn chưa đến được cái phần bắn nhau đúng không nào? Cái phần cái game này thì theo mình được biết thì nó xây dựng cốt truyện khá là dài, khá là hấp dẫn. Cho nên là có khi là đến cái phần bắn nhau cũng khá là lâu ấy, không phải thể nào nhanh được. Những cái thể loại game mà thường nó có thiên hướng về xây dựng cốt truyện ấy thì nó có cái đặc điểm là nó nói rất là nhiều các bạn ạ. Nó có rất nhiều phụ cảnh, ngoại cảnh không liên quan đến cái phần hành động. Còn chúng ta thì gần như chỉ tập trung nhiều vào cái phần hành động thôi đúng không nào? Đó là cái phần mà chúng ta gần như là quan tâm nhất. À, lại lát rồi. À, quay lại từ đây luôn các bạn ạ. Thôi chúng ta sẽ nhanh chóng một tí. Ascend the helicopter, tôi đã gửi một chiếc trực thăng đến để đưa bạn đi. Gặp lại sớm. Rup. Chúng ta đến gặp cái ông béo béo đó, Master Yi gì đó. Master Yu gì đó. Nha, lên máy bay luôn. Này, ở đây thì màn hình của mình có thể thấy rõ những cái điểm đứt gãy ở đây. Như vậy là do có lẽ là có do cái setting Medium nữa vậy. Còn những bạn nào mà máy mạnh các bạn có thể setting thử lên cái Ultra hay là High nhá, Very High nhá. Thì có lẽ là các bạn sẽ không bị cái tình trạng đó là hình nó đứt gãy khó chịu như này.
Sổ, máy bay xin đây, máy bay không người lái luôn. Kinh không? Đó, như vậy chúng ta vẫn chưa lên không gian à? Vậy bây giờ máy bay lên các bạn ạ. Cái bối cảnh của tựa game này chúng ta sẽ chiến đấu ngoài tàu vũ trụ không gian cơ. Methodab Software à? Nhạc khá là chất đúng không? Nhạc cái bản quyền đúng không nhỉ? What the heck? Bay đến bao giờ đấy? Thành phố này nhìn có vẻ rất là hiện đại. Các bạn để ý thấy cái nhà nào gần như cũng có cái sân bay riêng trên mái à? Chỉ đấy là cái sân bóng không phải sân bay nữa. Đúng thành phố của tương lai. Mái nhà nào có công trình xanh trên sân thượng luôn. Ghê thật. Tòa nhà có vẻ rất là cao. Có tòa nhà màu vàng chính là tòa nhà chúng ta sẽ đến này. Nghi lắm. Chuẩn luôn rồi, đúng huy hiệu rồi. Tòa nhà cao nhất trong những tòa nhà quanh đây. Hoành tráng ấy đúng không? Tòa nhà Prey. Đoạn intro rất là hoành tráng của Bethesda Studio. Rồi, hoàn thành chuyến bay rồi. Lắc cho nhiều. Không người lái mà. Bây giờ thì ở đây à? Hello, Dr. Yu. Cái gì đấy? I'm a Sybil 495 Science Class Operator. Kinh vậy? Welcome, Morgan Yu. You have a 9 a.m. appointment in the testing facility. Please confirm. Học phim. Đi nào. Đang bắt thang máy rồi. Cái gì đấy? Chịp đi thang máy mà gần 1 phút luôn. Nhà cao dễ sợ. Morgan. À đây rồi. Anh béo chúng ta, Alex Yu. Hey. You don't look terrible in a TranStar uniform. Xong chưa, xong chưa, xong chưa? Still red. Mắt anh thế nào rồi? Vẫn đỏ chót như vậy à? Conventional, but that's a you family tradition. Breaking convention is in our blood. Once you start the test, just do whatever comes natural. Test. Let's đem một bài kiểm tra nào đó. Dr. Bellamy's gonna walk you through the process. Đây là bác sĩ sẽ tiến hành việc kiểm tra. We'll be in orbit next week. I promise. Mr. Yu, they're ready for your sister in room A. Right. Room A. Phòng A, phòng A. Just be yourself. I'll see you after. Được rồi, chúng ta sẽ gặp lại sau. Phòng nào vậy? Đây à? Đây các bạn ơi. Good morning, Morgan. I'm Dr. Bellamy. Looks like we have some tests to run. Đây là ông bác sĩ chính sẽ tiến hành kiểm tra chúng ta trong cái đợt này. Trust me, you're going to do fantastic. All good? Great. Let's begin. Fantastic. Như kiểu tiến hành biến đổi một gì đó trong con người chúng ta vậy. Just go with your gut. Okay? Giống như trong mấy bộ phim siêu anh hùng của Marvel hay DC gì đó. Rồi. F. Cái gì ạ? 3, 2, 1. Sao nữa? Wonderful. That's you're absolutely fine. Let's move on to room B then. What the heck? Được, cái phòng thứ hai. Phải kiểm tra gì đây? Okay, Morgan. Listen carefully. I'd like you to do your best to hide in this room. Take your time, relax, think it over. No, I'm kidding. You only have 9 seconds. Hit the red button when you're ready to start. Chắc chắn rồi. Lại 9 đây. Có vẻ như đây 3 cái đèn thì chúng ta sẽ tiến hành 3 bài kiểm tra các bạn ạ. Any synaptic register at all? No? Có vẻ như là hắn nhìn mắt ra rồi phán đoán. Sorry, let's keep things moving, Morgan. Head into room C. Okay. You're doing marvelous.
sang phòng C nào. What now? All right. Here we go. For this test, please press the blue button across the room as quickly as you can in the most natural, intuitive way possible, without thinking. Just go for it. À, những cái màu xanh press nhanh. The red button when you're ready. I'm sorry, can someone please explain to me what's happening? Simon? I installed exactly what Tina brought down. Did you double check? Speaker's still on. I apologize, Morgan. We're having some trouble with the equipment. Not your fault. Các bạn có vấn đề gì đâu chúng ta rồi. Actually. Hãy sang phòng D nữa. Lắm chuyện vậy. Step into D. Cơ chế di chuyển của cái tựa game này giống cái kiểu rất giống với cả CSGO các bạn ạ. Khi mà nhảy lên chúng ta hoàn toàn có điều hướng được theo ý muốn chúng ta. Ví dụ nhảy về phía trước á, bấm S là tự động nhảy lùi lại luôn. Can someone get me a cup of coffee? I would appreciate. Muốn dùng ghế? Thank you. Okay, Morgan, have a seat at the table for me, please. Wonderful job. Take a look at the screen in front of you. I'm going to show you a series of questions. Pick the answer that makes the most sense to you. Press start on the screen when chọn you're ready. Câu trả lời à? Go somewhere familiar you know you love and try something new. Good. Looks like you've got the hang of it. Keep going. You've been sentenced to death for your action. How does it make you feel? I don't know what will happen. Tân dữ. No one does right. Ooh, that's heavy stuff. A runaway train beginning down on five people who are tired to the track. You can call in the train to switch track, but they one person tired of the second track. Take on yet. Not your problem, right? A runaway train is bearing down on five people. You're standing on the platform next to an asphyxiated fat man, pushing him into the track, who stopped with the train. Really? Vãi lúa vậy? Almost done. Sao cứ phải tham hại một đứa nào đó thì mới được rồi. Jump into the track đi. Wow. I'm impressed. Well done. Well done. We're nearly through it. For this next part, I'm going to display. Chúng ta phải chọn những câu trả lời rất là tiêu cực trong những cái câu hỏi này. Chúng ta mới thực thể đen nhỉ. I'm going to ask you what is my coffee? It's empty. Oh shit. Đây rồi. Thẻ đen làm gì bây giờ? Đó là nhiệm vụ, đó là cái đối thủ chính của chúng ta trong cái tựa game này các bạn. Những thực thể đen. Nhưng mà như mình đã nói, bây giờ chúng ta là siêu nhân cho nên là không sợ cái gì cả. What's going on? We have a problem. What about Morgan? She's alive, sedated. Clean it up. I'm on my way. Dọn dẹp tất cả mọi thứ đi, đang đến. Về Morgan, nghĩa là chúng ta làm sao ấy, thì chúng ta vẫn còn sống. Good morning, Morgan. Today is Monday, March 15th, 2032. Năm 2032. Tương lai. Được rồi. Hả? Ủa, là chỗ cũ à? Nhìn quen vậy. Các bạn ạ. Chúng ta có thể uống rượu trong đây nữa.
Nấu ăn được không? Really? Chúng ta đã bị đẩy về ngược lại chỗ này nhỉ? À đây rồi. Khác hẳn lúc nãy đúng không nào? Mọi người đều đã chết. Oh. Đây sẽ là vũ khí đầu tiên của chúng ta. Oh shit. Cô gái xinh đẹp lúc nãy. Rồi, nhưng mà chúng ta sẽ là thoát khỏi tòa nhà này. Và... How? Mình nhớ nãy đường này đi có cái thang máy mà nhỉ? What the heck? Chúng ta bây giờ sẽ phải thoát khỏi tòa nhà này. Cửa thì khóa, còn cửa nào nữa? Cái này chăng? À, nó sao là tắt đèn đấy nhỉ? Mình vừa ấn cái gì nhỉ? Ấn V đúng không? Hả? Sau là một cái phòng khác à? Mình nhớ nãy chỗ này là có một cái cửa này. Được rồi, bây giờ... Ở đây. Thì ra cái cảnh này là để... ngụy trang cho chúng ta đây các bạn ạ. Họ đang theo dõi chúng ta ở bên cái phòng này này. Vãi lúa thật. Ấn chuột các bạn, hướng dẫn. Thang máy thì đi được thang máy à? Oh shit. Run 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 run. Thang máy cũng được, đi nào. Hả? Chuột. Hả? Cái thang máy này không hoạt động à? Come on, come on. Không hoạt động rồi, chúng ta đi đường khác thôi. Không lên được trực thăng rồi. Nãy mình đi đường này đúng không nhỉ? Bên này có thang máy à? My floor. Không hoạt động rồi. Sao có mỗi một lúc cái đường lại thay đổi vậy? Thế đường nào mới ra được chỗ này? What the fuck? Thầy ghê quá đi. Còn cái thứ âm nhạc quái gì nữa đây? Stop it. Đường này không phải. Đường kia cũng không phải. Để đường này chăng? Có vẻ là vậy rồi. Gì vậy? Ôi vốn cho quên đời. Mở mắt rồi các bạn ạ. Bây giờ thì tôi sẽ đi đâu đây? Cái gì vậy? À, ở đây có cái cửa này. Ở đường này dẫn lại cái chỗ lúc nãy mà. What the fuck? Thế đi đường nào cũng được nhỉ? Ơi, game này không nhẽ mình lạc ở đây à?
Observation. Nó phải có một cái đường nào đó. Bắt đầu lại từ đây. Cái camera đi ra hướng bên này. Phòng bên này thì là phòng được cụt rồi. Đến đây. Do not open door while Simonson in process of. Vẫn chưa lúc nãy mình vừa đi qua chỗ này xong. Ô, cửa này mở được đấy. Fuck, thì ra là cái cửa này. Thế thì đi đâu rồi? Cái gì nữa đấy? Lại có 3 chai rượu. What? Thế giờ cứ đi lòng vòng mãi chỗ này các bạn à. Có đường ra chỗ nào cả. Thử hết các đường mà. Đi vào đây rồi, giờ đi ra đây rồi. Ở đây thì có một đường đi vào chỗ này. Để test xung quanh xem có chỗ nào đi ra ngoài đây không. Ơ, đi được rồi. The fuck, really? Có vẻ không đập được. Chỗ này thì cũng là đường cũ luôn rồi. Chỉ có đường này thôi, vào đây. Vào đây thì có rẽ phải là thang máy. Thang máy thì không sử dụng được. Mở ra cái đường đi vào Train Star. À, phòng này có lẽ là lúc ấy mình chưa đi rồi. À, Medkit hồi máu. Đúng rồi, chỗ này nãy mình chưa qua này. Đây là mấy cái phòng test. Đây rồi, acid đây rồi. Úi dồi ôi, mò cái đường ra phải nói là vãi cả lúa. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên. Exit to lobby. Control room. Giờ đi đâu nào? Có đi lên trên đi. Kinh quá, chỗ này ớn quá. Vãi cả lúa, ôi. Ô, nhân bản rồi. Kinh vậy. Hay cả. Cá mình. Cái gì game kinh dị vậy? Check the keyboard. Check tree for the keyboard. Find the pattern path. Ấy quên. Chưa nhìn hình thú là cái gì á? Hả? Gì vậy? À, mày. Mày biết tao này không? Hả? Mày láo chi à? Hả?
Lấy hoa. Đấy, lấy hoa làm gì? Cái gì đấy? Đây là tất cả những đồ chúng ta có các bạn ạ. Chưa thôi. Oh. À nó nhập hồn vào trong cái ghế các bạn ạ. Như vậy là có 4 con tất cả. À đây rồi. Còn nữa rồi. Chúng ta phải hồi sức mới đập được các bạn ạ. Đây. Còn một con nữa đâu đó anh đây. Nhiệm vụ bây giờ chúng ta là tìm cái chìa khóa các bạn ạ. Trèo lên trên được rồi. À cái gì đấy? Ủa? Chỗ trong này nữa à? Hay nhỉ? Trèo lên được nữa. Game này quả là cơ chế vật lý rất là thú vị. Open. À, chỗ này chỗ nào ấy? Xuống thì có lên được. Có quả táo rồi. Ăn thôi. Sao phải tìm được chìa khóa các bạn ạ? Keep moving á. Tutorial. Cái này là cái gì vậy? Sửa đồ, sửa cái gì đó các bạn. Mà thời điểm tại thì không sửa được. What the heck? À, một khẩu súng này. Cái gì vậy? Súng bắn cái gì đấy? Hỏa đá các bạn ạ. Ờ, bắn bắt đầu hỏa đá luôn. Mình xin nhắn hết tất cả mọi thứ. Cái này có cả nghiêng trái nghiêng phải nhỉ? Giờ mới để ý. Mấy con này mấy con chết tiệt đấy. Bắn chúng nó là bị hóa đá các bạn ạ. À. Hả? Đây này. Rồi chúng ta cứ đập ra thôi. Nhặt mấy hòn đá. Bắn khó quá. Ồ, nó lại nhập hồn được mấy cái này rồi này. Ở đấy ngàn đời nha con. Đi nào. Cái gì đây? Một cái chức năng gì đó các bạn. Engineer. Oh, skill. Với cái này thì với mỗi level khác nhau chúng ta sẽ có được những skill khác nhau. Cứ như là một game RPG vậy. Ấn N ra. Nó đã hiện ra ra nhá. À, tăng được cái gì không nhỉ? Tại hiện tại thì security. Cái này đi. Tăng sức mạnh nha. Ui tiềm. Quái lúa mày. Quả kim dài kinh khủng. Rồi chúng ta được tăng skill các bạn. Sure there are many Transstar personnel who wish
Mày dãy hộ tao ấy, dãy hộ tao ấy, dãy hộ tao ấy. Giờ là đi sang bên đây nhỉ? Ok, hướng dẫn bản đồ đâu vậy ta? What the heck? Gì vậy? Mày đúng không? Chắc là mày rồi. Chỉ có mày thôi. Hả? Nhà vệ sinh à? Mày láo này. Nhà vệ sinh thôi. Đây là toilet rồi, không phải đường đi. Uống nước. Đường đi mà không phải bên kia thì sẽ là bên đâu đó quanh đây. Hả? Gì vậy? Go to lobby, really? Travel. Thử vắt, cái gì ấy? Thoát game. Really? À, entering lobby. Lobby cái gì đó? Sảnh chờ game à? Đừng nói đây là thoát game nhá. Hả? Hả? Thật à? Súng. À, sang khu vực khác rồi các bạn ạ. Không phải thoát game đâu. À, trông ghê quá đi. Ready for your first real view of the world? Đi bên phải. Đi hướng nào ta? You need to get to your office. I've updated your map. There's a video you need to see. I know you have a lot of questions. Report to muster stations immediately. Rồi, bây giờ chúng ta có map rồi. Ấn phím M. Trên kia. Ồ, oh, nó bắn được các bạn ạ. À. À. Sợ bít. Mày. Hớ, nó không chết các bạn ơi. Ai. À, chúng ta sẽ phải xui đi với cái chi repair cho xui. Sao lại dùng? Nó vẫn bắn được này. Ôi, chết rồi. Bắn nút gì để dùng medkit đi nhỉ? À, game này các bạn chơi khó quá. Rồi, nhất định phải hạ được cái con của nợ này. I know you have a lot of questions. Leadership has issued an alert. All personnel should report to muster stations immediately. Ăn bay. Come here. Mày. Ủa, à dễ vậy à? À đúng rồi, không phải dễ như vậy đâu. Mày Phantom Crop. Oh, để được 3 viên đá cơ à. Thế thì có vẻ nó không mạnh như mình tưởng tượng nhỉ. Mình cứ tưởng nó phải là boss hay là gì, cái gì á. Giật cá mình cái gì vậy? Hả? Aaaaaa. Thằng nào nó cũng đứng hết các bạn ạ.
Ơ, cái máy này bắn phụ chúng ta này. Ấy. Hỏng rồi à? Để đi sửa. Cầm nó theo. Gặp bọn quái thì thả ra. Bên trên kia. Hả? Rồi, xong rồi sao? Cái gì vậy? What the fuck? À, thì khả năng là có đứa nào đó nhập hồn vào cái Ê! Trời ơi! Nó sẽ dùng cái gì đó nhỉ? Nó sẽ dùng medkit nhỉ? ZXVCB tab. Ui, phải mò lại option đã. Medkit. Inventory à, tìm y. À, tìm y đây. Đây. Medkit này cái nào ta? Là cái này. Làm sao để dùng? Go. Rồi. Xong rồi. Cái này nó không tự mở à? À, từ phim ép các bạn ạ. Đi tiếp nào. Cái này địch có thể xuất hiện bất cứ đâu các bạn ạ. À, trên này có cái khác này. Đúng rồi, bắn tưng bừng vào đây. Nhưng mà chúng ta sẽ đi đường nào? Trap á, bẫy á. Chìa khóa à? Có thể là mở cửa này không? Hướng dẫn tiếp theo 0451. Ok, cảm ơn. Ấy, nó nhầm. 0451. Let's go. Đi nào. Con này cái mới. Oh. Rồi, mày đây nha. This has been your home for the last 3 years. The video should be on your workstation. Hay anh em. Này đi. Wesley Morgan. Đây à. An official with a view. Xong chưa? Hello Morgan.
Tough day, right? If I'm talking to myself, it must be. Your memory shot full of holes. Đây chính là chúng ta các bạn. Ôi! Trời ơi! So the first thing you need to know is you can trust January. It's an operator, a sort of backup of you and me. It knows what you've forgotten. We've been testing a new kind of neuromod based on the Typhon organism. Ôi, cái này là chính của chúng ta đã nhận ra sự biến đổi gì đó, cho nên là quyết định làm ra cái video này nói chuyện với cả chính chúng ta. Game hack não. That's why you forget. You're supposed to be. Rồi, có lẽ sẽ dừng lại đây rồi. Cái game thực sự mình chơi mình cảm thấy chán quá. À, đây bốn mãi không ra rồi. Đây rồi. Chúng nó thành cái video hướng dẫn các bạn download cài đặt cái tựa game Prey. Đây là một tựa game hack não rất là vãi lúa, cho nên là các bạn thích thì có thể download về chiến thử nhá. Còn mình thì hết hứng thú rồi. Mình nói thành video rồi. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhá. Cảm ơn mọi người.